Rồi ra sao ngoài cái lake này, đằng sau nhà của ông anh nè đó, mình đi bắt mấy con ốc, ốc bươu nha các bạn nha. Anh nói đây bắt ốc bươu nhiều lắm luôn, nghe mà ghiền luôn hà. Đây đây có chiếc đạp vịt nữa kìa đó, đằng sau nhà ảnh nè, đẹp không đó, mấy con vịt đó, con vịt cạp 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 đó, hôm qua bác ăn, làm mấy con vịt ăn đó nè. Ok, mình đi bắt nha các bà con. Mình đi bắt ốc bươu với mình nha. Đồ Không gắn hả? tay với ám à. Rồi còn đây nữa nè, đây nè. Nó bự, nó bò. Có không? Nó nằm vô rồi đó. Dính này, dính này. Đồ nó đẻ trứng Thấy không các bạn? Ốc bươu của mình nó nhẹn, nó to. Đây. đang 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 Ăn mấy mấy mang bự muốn bằng nửa cái bàn tay luôn. nè đang Thì có em nhanh. apple Ê, các apple bạn ơi, đây apple nè, nó to như coi cái nè, cái bàn tay mình mà nó đầy hết rồi. Nè nè, nè. Đang đây con nữa có nè. con cá chết gì thôi Đó, một con nữa đó các bạn, mình chỉ lấy cái vợt mình vớt nó lên thôi. Khổng lồ. Rồi ra cái con, ui da, nó mở, nó cắn. Thấy Ê. chưa, đã chưa? Thấy ở Mỹ mà cũng có ốc bươu này các bạn, thấy chưa? Ta 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 ta. Tuyệt vời. Ăn miếng 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 miếng, đi kiếm nữa, đi kiếm nữa. My gosh. Nè, còn đây hai con nữa nè. Đây đây nè. 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 Ô sát mà né luôn. Kìa. Đây này chỗ này nhiều lắm. Đây nữa nè. Mày chạy đi đâu? It's right here too. Đây một con bự quá nha. Wow, biết quá anh, bự quá trời luôn kìa các bạn ơi, nó sạch ơi là sạch luôn. Ngon lắm em ơi, nó to quá. Tại vì nó to mình nướng được. Cái con bu này ta bắt ta bỏ vô cái dừa chị. Người ta làm gì bé? Có không, có không? À, con sao ngoài đó một con nữa kìa. Hai người quay luôn. Kìa, con có ngoài xa đó kìa. Em thấy một cục à. Dạ. Con đốm ngoài đó. Mười bảy. Ôi, nó dính cổng rồi đó. Mình thấy rồi, mình thấy cái màu trắng của nó. Ê, vậy chắc mình bị giáp dòng hồ là nhiều lắm. Đúng rồi. Ba mẹ cái kia lủng lỗ kìa. Nãy chị thấy cạo tới rồi, chắc nó nằm rớt ra chỗ đó. Em nghe coi ngay cái lằn màu đen á. Cho nó xin đó. Chỗ cái mặt lằn màu đen là em cạo ngay nằm ngay chỗ đó. Thôi 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 tái rồi đi. Ê, ê đây đây. Hai con luôn. Mà chơi vớt thì vợt mà cũng lủng lỗ nữa là sao? Cái bọc kia có lủng không cha? Nguy hiểm quá. Tiếp năm. Kìa, one more. Một con nữa. Yeah. Ôi, ôi, a lot of fish. Oh my goodness. Giống như bầy rồng rồng các bạn ơi, cá rô đó. Ôi dạ dạ, ô là la. Đây nè. Thấy không? Mà sông mà biển mà nó là rồi nè. Trời đất ơi quá trời, giống như mình nuôi đó. Tìm được bốn con nữa các bạn ơi. Đó. Một con. Cái này có sớm đó, mình lấy ra khi mình cắt cái vỏ. Hai con. Hai con. Đó dài đó dép đứt cho chúng tốt lành như giờ xuống mò luôn. Bốn con có thể có con ngoài sâu với con trong này. Đây nè anh. Bốn con lận mà. Okay. Đêm mình sát thủ bắt ốc. Mình mở đèn á, cái nó mình nhìn thấy rõ hơn. Đó là ông bắt ốc càng chạy theo ông kịp. Có một em.
Thêm một em nữa nha quý vị. Nó đeo cỏ kìa. Đó. Đó ra ra ngoài xa không chừng thấy được á. Dạ yeah, one more. Kìa nó đeo cỏ nữa kìa, hai con. Mặt trời nó làm rớt cái két cái đằng nước để nó có kêu mình lấy lên nha. Gì còn cái chân kìa. Để cho nó kêu. Không vào tay thử lấy. Cũng phải biết rồi do này. Hai em nữa. Kìa. Oh, yeah. 500 cỏ luôn, liếm cỏ. Wow. Cày hay gì? Màu vàng khè luôn. Đó. Đó, đó. Hai con luôn, con nằm dưới đó kìa. Đó. Em cứ tưởng. Nó vàng lượm tới chưa. Chúa. Nó chừng nó chạy. Hôm bữa xong mình ngâm lại sữa sạch thêm mấy phần nữa. Ờ. À, hôm mấy ốc mình bắt hôm qua đó các bạn, bữa nay nè em nó vô nó ngâm rồi, nó ngâm ớt rồi nó do gạo lên hết rồi nó rửa xong rồi bây giờ nó còn sạc lại nè các bạn, có ớt nha. Đó chưa? Đó. Bây giờ phải lấy cái đồ bùi nhùi á, chùi mấy cái rêu á, mấy cái rong rêu đóng ngoài á cho nó sạch. Mất xả. Đó, nãy nó ngâm ớt, bây giờ còn ớt. Bao nhiêu lần rồi, nãy giờ rửa bao nhiêu lần rồi Kinh Hà? 3-4 lần rồi. 3-4 lần nước rồi các bạn. Ớt nhiều lắm mà tại anh đổ một kia rồi kìa. Bạn nhìn hấp dẫn không các bạn? Con ốc nó to như thế này nè, nhìn xem cái bàn tay mình mà con ốc nó vậy á. Con gái nó rửa sạch hết rồi. Đó, mình sẽ đem luộc ốc. Đó, ông anh mình nuôi vịt vậy đó, thả nó bay ngoài sông vậy đó các bạn. Rồi chừng nào nó muốn về nó về, còn chừng nào mình muốn đem nó vô mình thịt thì mình thịt. Đi lên đó em đóng cổng lại. Để thôi nó ỉa vô nhấp cái đóng nữa. Ồ, cái chuồng đóng lại rồi hả? Em đóng cổng rồi đó, mình đã chui vô đó. Ồ. Thủy đó nó chui vô. Thấy nó rửa kỹ không? Đó. Yeah. Cô nàng người đẹp rửa ốc nè. Nhỏ em mình. Người đẹp rửa ốc nha. Người đẹp mình rửa ốc mà cũng thích ăn ốc lắm. Còn nhiều lắm đó, tại không đi bắt đó. Đi bắt ốc mà. Cái này bao nhiêu ký em à? 10 ký không bác? Mình bắt hết cái thùng này chắc 10 ký quá bé hả? Tại nó to. Thấy ham không các bạn? Ở Mỹ mà có ốc u mới ghê. À, Australia chỉ có những cái vùng nóng ẩm ướt giống như nước Việt Nam mình thì nó sẽ có những cái con cá hoặc là những cái con ốc rồi nó giống như Việt Nam mình các bạn. Kìa bầy vịt của ông anh mình nó đang đi bò đi vô chuồng kìa. Chị có quay được ở dưới, chị đi xuống dưới đó chị coi mấy con ốc nó đang tròn tròn á. Chị có quay bữa đó. Hồi trưa chị tư ra bắt thêm mấy con nữa đó bé. Dạ. Con vịt này buổi chiều nè bắt đầu tự động mới về nhà đó các bạn. Chiều cái này chiều bắt đầu tụi nó lần lượt lên nhà. Ở đây nuôi vịt không có sợ lỗ. Nó cứ đi rồi mới về thoải mái lắm. Về tới rồi kìa, ha nó nghe mùi rồi. Con ốc của em đổ nghe thơm quá nó chạy. Đây ốc đã rửa rồi, thì khi các bạn luộc á, các bạn nhớ để xả đó, xả cái mình đập dập nó thế này nè, cái cọng dưới đó mình đập dập, rồi mình cắt khúc khoảng chừng bao nhiêu đây nha các bạn nha, đó, chừng hơn một ngón tay, hoặc ngón tay cũng được nha, dài bị dai gì cũng được nha các bạn, đó các bạn để đều dưới hết, để dưới đít nè nồi nha các bạn.
Và các bạn cho mình là lá chanh thái tươi, các bạn bỏ vô trong này luôn nhé. Nước thì không cần nhiều, chút xíu thôi. Lát nữa mình sẽ luộc cho các bạn xem nha. Đây, nhà của anh mình có lá chanh thái luôn nè các bạn. Nó giống như số 8 vậy nè. Nhầm người ta nói là lá chanh số 8 á, thật ra đó là lá chanh thái nó là như vậy đó. Mình bỏ vô khoảng chừng 10 lá như thế này cho nó thơm con ốc đó các bạn. Nếu các bạn không có lá chanh thái thì các bạn có thể bỏ lá chanh thường cũng được nha các bạn nha. Ok các bạn. Mình đi vô mình luộc ốc đây các bạn nha. Đây, ốc bu đã luộc xong nè quý vị. Ngon không? Ở Mỹ mà có ốc bu to ồ nè. Thèm chưa?